Cũng trong sáng nay, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm các ông bà Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã báo cáo những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm, cũng như một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội thành phố, cử tri phường Hòa Thọ Đông đã nêu ra nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố, cũng như tại địa phương, đề nghị thành phố sớm có giải pháp giải quyết. Đáng chú ý, cử tri đề nghị thành phố cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo thoát nước ở khu dân cư, tránh để ngập sâu như đợt mưa lịch sử vừa qua. Cử tri cho rằng, bất cập tại một số dự án thoát nước cũng như hiện các dự án chậm triển khai cũng ảnh hưởng lớn đến việc thoát nước ở nhiều khu vực. Cái dự án nút giao thông phía Nam Hòa Cầm á, thì qua gần một năm rồi, nhưng mà thấy nó cũng chưa có cái đồng tĩnh gì, cũng chưa nghe nói thành phố là có chủ trương đầu tư hay là tiến độ khởi công như thế nào ấy. Cho nên bà con cũng rất là mong muốn lãnh đạo thành phố cũng như hội đồng dân cũng các ban ngành là cố gắng tạo điều kiện khởi công sớm cái công trình dự án nút giao thông Hòa Cầm này để mà hạn chế bớt cái ngập úng cho bà con. Và thứ hai là về vấn đề môi trường rất là ô nhiễm. Một cái mương nước để thoát nước đai bông mấy, cứ 5 mét, 3 mét là có một cái cây ngang, có một cái cây bê tông ngang nữa. Bê tông ngang đó là khoảng 30 đến 40 phân, dài 4 mét, cho ngang qua mương nữa. Mà gần là cả trăm cây như vậy, thì cái lượng nước khi mưa xuống, bèo và mọi thứ và cái cây đó nó cản, mỗi cái cây như vậy thì nó cản lượng nước bao nhiêu, mà cả trăm cây như vậy thì nước màu chảy đó. Thì cái đó là cái nguyên nhân chính mà để cho phường Hòa Thọ Đông chúng tôi nhiều năm, nhất là chợ Hòa Cầm lần thứ tư ngập lụt. Cử tri cũng phản ánh hiện một số khu dân cư vẫn thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, đề nghị thành phố quan tâm hơn. Thì khu dân cư số 10 chúng tôi từ bao lâu rồi, thì trải dài từ cách mạng tháng 8 Bình Thái 1 xuống ông Bích Đường ở Hoàng Lê Kiệt 158 của chùa Thọ Quang. Thì số nhân dân thì cũng tương đối, nhưng mà thực sự cũng rất là thiết tha là mong quý vị xem xét là cái không có cái nhà hộ cộng đồng. Thực sự ra chỉ có mượn thôi, mượn và rồi qua cái chỉ đạo của phường cũng như tạo điều kiện và đồng thời mượn những trường học hay là khu cộng đồng để mà hộp sinh hoạt của dân. Cử tri phường Hòa Thọ Đông cũng nêu lên một số bất cập trong thực hiện chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách hành chính, đề nghị tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại một số khu vực và tình trạng gia súc thả rông tại nhiều khu tái định cư, quan tâm đến việc đặt tên đường, đánh số nhà.